Tôi đã từng mất hy vọng. Tôi đã từng gục ngã. Tôi đã từng rất đau khổ. Nhưng điều đó không cho phép tôi được bỏ cuộc. Tôi đứng dậy và mạnh mẽ hơn gấp vạn lần. Bởi vì tôi là giấc mơ của gia đình, của cha mẹ, của những người luôn yêu thương tôi. Xin chào tất cả các bạn, lại là mình đây là Vương Tử. Và ngày hôm nay mình xin phép được chia sẻ với tất cả các bạn một trong những bài học mà mình nhận được. Đó chính là một trong năm điều thành công. Đó chính là các bạn hãy làm theo những người thành công đi trước. Tại sao lại như vậy? Bởi vì những người thành công đi trước là những người họ đã từng sáng tạo, họ đã từng gục ngã, họ đã từng thất bại, họ đã đánh đổi rất nhiều thứ, giọt nước mắt, rồi sự hy sinh của gia đình, và họ đã đạt được đến thành công như ngày hôm nay. Nếu như các bạn có sự sáng tạo, các bạn không muốn bị mất 2-3 tỷ, không bị mất quá nhiều tiền, không phải chịu sự đánh đổi, không phải mất hàng giờ, phải suy nghĩ là ngày hôm nay mình phải làm gì, mày mất hàng ngày để mình nghĩ ra những cách mới, thì mình khuyên các bạn rằng các bạn hãy làm theo những người thành công đi trước. Bởi vì họ đã đánh đổi rất nhiều thứ để có thể đạt được vị trí thành công như ngày hôm nay. Còn nếu như các bạn không có tiềm lực về tài chính, các bạn không có nhiều tiền, thì mình khuyên các bạn rằng đừng nên sáng tạo làm gì cả. Bởi vì các bạn hãy nghĩ rằng phía sau bạn còn có gia đình cả. Nếu như các bạn cứ quyết định làm theo những sự sáng tạo mà bản thân các bạn mong muốn, vậy thì các bạn phải đổ ra bao nhiêu tiền để làm những cái điều đó? Mình tin rằng các bạn sẽ mất rất nhiều tiền để có thể đạt đến được sự thành công. Vậy cuối cùng mình khuyên các bạn rằng hãy làm theo những người thành công đi trước. Hãy ấn like và follow kênh TikTok của mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.